giờ chiều nay ngày 27 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Nhiều ý kiến đề xuất thành phố xem xét rút ngắn thời gian cách ly đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính và tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, bổ sung và kiện toàn lại các chốt kiểm dịch để hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới. Kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các sở ngành địa phương lưu ý các ổ dịch mới, nhất là tại các chợ đầu mối, cần theo dõi chặt chẽ các khu vực này và triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch, không để phát sinh điểm nóng, đề nghị các đơn vị lưu ý chế độ chính sách cho các lực lượng trực chốt, đồng thời vẫn phải đảm bảo bố trí lực lượng đầy đủ tại các chốt này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đánh giá cao tiến độ công tác tiêm chủng của các địa phương, nhất là đã triển khai tiêm vét nhanh, kịp thời và đúng đối tượng. Đề nghị ngành y tế nhanh chóng triển khai kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3. Phó Chủ tịch thành phố đề nghị Sở Y tế tham mưu đề xuất các phương án trong công tác điều trị phù hợp với tình hình mới, đảm bảo vật tư y tế phục vụ điều trị thời gian tới.